Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Hôm nay rất vui ở đây là mình đang được xuất hiện ở tại một nick tên là Hùng Akira IT. Trời ơi, cái tên huyền thoại của tôi. Có rất nhiều bạn cứ chê mình tên là Hùng, rồi tên là các kiểu là điểu, sao chữ U của anh trông nó khuyết tật như vậy. Thì hôm nay tên của mình hết khuyết tật rồi. Nhưng mà tóc của mình vẫn khuyết tật, tại vì 4 hôm rồi mình chưa tắm các bạn ạ. 4 hôm rồi tôi chưa tắm. Tôi thật là tự hào mấy ông ạ. Tôi cảm giác như kiểu cháy nó có thể làm tổ trên đầu của tôi rồi mấy ông ạ. Tôi cảm thấy rất là ngứa. Bỏ qua vấn đề đó đi. Thì đây là server test của OB30, tức là OB tiếp theo. Và như vậy là OB đã trải qua thêm một con số nữa rồi, tức là lại thêm một con số hàng chục nữa, từ 20 lên thành 30 rồi các bạn ạ. Như vậy là mình đã chơi được tổng cộng là 13 mùa OB rồi. Mình chơi từ mùa OB17 cho đến thời điểm hiện tại là OB29, sắp tới là OB30 nha các bạn nha. Thì OB30 này nó sẽ có những cái gì mới? Thì hầu hết là về các nhân vật thì nó đều vẫn y nguyên như vậy thôi. Tại vì là trong cái đợt OB27 á, thì chúng ta cũng đã có một cái đợt cập nhật mà rất là to, khiến cho các nhân vật thay đổi rất là nhiều rồi. Thì các bạn cũng biết như ở Chrono được giảm sức mạnh đi kinh khủng lắm rồi. Cho nên là bây giờ cái việc thay đổi của nó cũng khá là ít. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có một số sự thay đổi, và nó lại đến từ anh Chrono tiếp. Và anh Chrono đã bị gọi là giảm sức mạnh đi, là đó là anh sẽ tăng dần hồi chiêu lên từ 170 giây, lại tiếp tục lên thêm 10 giây nữa là 180 giây ở cấp độ cuối các bạn nha. Còn các cấp độ kia thì nó cũng so sánh tương tự thôi, cứ thêm 10 giây thôi. Và ở tại cấp cuối thì cái thời gian tồn tại cái khiên ấy nó bị giảm đi 0.5 giây các bạn ạ. Mình nghĩ là 0.5 giây có thể nó là một con số rất là nhỏ thôi các bạn, nhưng đôi khi ấy, trong một tình huống các bạn sấy thôi, cái 0.5 giây có thể là giải quyết rất là nhiều vấn đề. Lỡ đâu cái khiên nó hết trước một nhịp thôi, có thể là nó sẽ làm một viên đạn vào đầu và sẽ làm cho thằng kia chết luôn các bạn ạ. Nên đó cũng là một tình huống mà rất là nguy hiểm luôn. Và Chrono đã bị giảm sức mạnh đi cực kỳ mạnh. Điển hình là sau khi bị giảm từ 40 giây lên tận 170 giây hồi, thì bây giờ anh lại lên tận 180 giây. Và Zai thì nó có ghi hẳn một cái tên, đó là Zai Microchip. Có vẻ như là nhân vật Zai sẽ có microchip để tăng sức mạnh các bạn ạ. Nhưng mà Chrono bị giảm sức mạnh vậy thôi. Nhưng mà nghe nói là Chrono sẽ có cái microchip để nâng cấp Chrono lên, để giảm dần hồi chiêu các thứ. Thì mình nghĩ chắc là Chrono cũng sẽ được tăng sức mạnh lên. Tức là các bạn sẽ không sở hữu được Chrono mạnh ngay từ đầu, mà các bạn sẽ tăng sức mạnh Chrono lên để dùng được Chrono mạnh, chứ không hẳn là Chrono bị yếu đi rất là nhiều đâu các bạn ạ. Nên các bạn nào mà hay dùng Chrono thì cũng không phải buồn nhá. Nhân tiện anh nói ít thôi anh ạ. Anh nói đem đấm ấy. Còn lại là các nhân vật khác thì không thay đổi gì nhiều đâu các bạn. Chả nhân vật nào thay đổi cả. Chỉ có duy nhất chúng ta có thêm hai nhân vật mới. Đó là một nhân vật mang tên là nhân vật bí ẩn, có kỹ năng đó là Memory Mist, tức là sương mù ký ức. Thì cái kỹ năng này nôm na là khi các bạn giết được một kẻ địch kệ, thì kẻ địch nào ở thì tất cả các kẻ địch xung quanh khu vực 25m ở tại cấp 1 và cấp cuối là 50m bằng với khu vực của một clue, tức là bằng với kỹ năng của clue các bạn bật lên ấy, tức là các bạn bắn chết một đứa, còn ba đứa còn lại xung quanh nó sẽ hiện lên trong bản đồ khu vực 50m cho các bạn định vị như kiểu UAV để các bạn biết được rằng là địch đang ở đâu. Đó, nó cũng là một kỹ năng mà rất là tốt cho các bạn trong vấn đề định hướng đồng đội luôn. Nó gọi là bố của Moco luôn các bạn ạ, tại vì Moco chỉ bắn định vị được một mục tiêu thôi, còn đây là bắn chết được mục tiêu, định vị 3-4 mục tiêu còn lại luôn, hoặc là tất cả các kẻ địch xung quanh. Nếu như các bạn chơi rank, ví dụ các bạn chơi rank nha, có 7 đứa trong một vòng bo, các bạn bắn chết một đứa thì 6 đứa còn lại sẽ bị lộ hết trước mặt các bạn, dạng như vậy. Và đây là một kỹ năng đưa ra tên là Buzzer Beater. Thì kỹ năng này nó sẽ là hồi máu cho các bạn sau khi các bạn giao tranh xong. Tức là ví dụ như kiểu các bạn bị một thằng bắn mất 10 máu, các bạn đứng im một lúc thì nó sẽ hồi cho các bạn 30 máu một nhát luôn. Đây là một kỹ năng rất là mạnh và dùng để cấu máu rất là hiệu quả. Tức là ví dụ như các bạn ra trao đổi máu, các bạn bị mất máu, các bạn chỉ cần lùi lại một tí, các bạn sẽ được hồi 30 máu luôn. Đây là cấp cuối nhé các bạn nhá. Còn cấp đầu chỉ có 5 máu thôi. Nói chung là hầu hết tất cả mọi người đều có cấp cuối thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong phần khu vực nhân vật để mình mua mấy nhân vật này để mình chơi thử các bạn nhá. Và chúng ta cũng có cả Moco thức tỉnh nữa các bạn ạ. Thì bây giờ chắc là mình sẽ tậu hết tất cả mấy cái nhân vật nâng cấp này về thôi. Mấy cái nhân vật mới này về thôi. Nói chung là mình cầm cả một bể nhân vật mới các bạn ạ. Cộng thêm với cả là anh CR7 nữa, cho nó xịn sò con bò, con người rơi, người rơi, người nhận, người sắt. Mình nghĩ chắc là trước tiên thì mình sẽ ưu tiên việc nâng hai nhân vật mới lên cấp trước đây nha các bạn. Ở server test thì nó chỉ cho mình từng này kim cương thôi. Mình sợ là đống này kim cương này sẽ không đủ được các bạn ạ.
Mình rất là sợ là sẽ không đủ được kim cương và có vẻ như là không đủ rồi các bạn ạ. Mình nghĩ chắc là chúng ta sẽ phải sử dụng để mua mấy cái mảnh nhân vật rồi. Chứ nếu như mà bây giờ mình mà cứ nâng chay, nâng dí thẳng vào như thế thì mình sẽ không đủ mảnh nâng nhân vật được. Khả năng là hơi căng. Mình nghĩ chắc là mình sẽ nâng lên cấp 5 thôi các bạn ạ. Để mà nâng lên cấp cuối thì bây giờ nó sẽ hơi căng, nó mất tận 2500 kim cương cơ. Thì mình sẽ không đủ để nâng các kỹ năng khác các bạn nhá. Nói chung là mình sẽ nâng hết kỹ năng của hai nhân vật mới này lên. Sau đấy là mình sẽ nâng thêm của anh Chrono lên để xem là anh sẽ giảm thời gian hồi chiêu, à nó sẽ hồi chiêu căng như nào. Cộng thêm với cả là mình sẽ cầm thêm kỹ năng của Moco tích tửng nữa, là thức tỉnh nữa. Có vẻ như là nếu như mà kẻ địch di chuyển nó sẽ tăng thời lượng lên các bạn ạ. Và mình cũng không biết được cái cơ chế hoạt động cụ thể nó như nào, nhưng mình vẫn đang hơi khó hiểu tí. Nhân tiện là chị cứ đừng có ăn hớt cho con mẹ nó, chị ơi im giùm em cái. Ok, như vậy là chúng ta có thể đánh dấu kẻ địch và khiến cho kẻ địch di chuyển thì sẽ bị đánh dấu lâu hơn. Nói chung là nó cũng chỉ mạnh hơn Moco bình thường một tí thôi các bạn ạ. Nó chả mạnh hơn mấy đâu. Các bạn nhìn Kelly thức tỉnh thì nó có mạnh hơn Kelly bình thường mấy đâu. Và Hayato thức tỉnh cũng thế các bạn. À, Hayato thức tỉnh thì mạnh hơn nhiều. Còn Kelly thức tỉnh thì mạnh hơn có chút thôi. Rồi, đây mình sẽ cầm bộ combo của toàn các nhân vật mới và các nhân vật bị giảm sức mạnh, đó là Chrono các thứ kiểu nha các bạn nhá. Cộng thêm với cả là chúng ta sẽ có một con pet mới. Đây là một con pet, nó gọi là Asian Hawk. Mình nghĩ chắc dịch đơn giản thôi. Con này là con thỏ các bạn ạ. Thì con đấu sĩ thỏ này hoặc là con võ sĩ thỏ này trông rất là lực lượng luôn, chắc là bố của con đấu sĩ khỉ. Thì con thỏ này nó sẽ có kỹ năng, đó là các bạn sẽ nhận được cái điểm FP, tức là cái điểm mà các bạn ăn nấm ra được ấy, mỗi lần mà cái vòng an toàn thu lại. Như kiểu bây giờ các bạn đang đứng, bo đang chưa thu thì các bạn không được cái gì cả. Đến lúc mà bo đang thu ấy, trong lúc cái mỗi lúc nó bo nó chạy vào đến bo tiếp theo ấy, thì trong thời gian đấy EP các bạn sẽ liên tục được tăng lên. Và mình không biết là cụ thể là con số tăng lên nó sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên thì phải 4 ngày nữa, 3 ngày nữa thì mình mới được test con thỏ này. Trên là 3 ngày nữa chúng ta sẽ cùng vào server test một lần nữa để chúng ta test xem là rốt cuộc con Asian Hop này nó có mạnh hay không, và rốt cuộc là nó câu thông số cụ thể nó là như thế nào các bạn nhá. Với cả là mình chơi mình cày thêm kim cương của server test để mình test cho các bạn. Còn mấy nhân vật bí ẩn này thì mình có thể test được ngay. Chúng ta cùng xem qua kho vũ khí một tí nhá các bạn nhá. Thì hiện tại kho vũ khí thì mình có nhận ra là những điểm khác biệt rồi. Đó là chúng ta sẽ có những cái súng mới được thêm vào trong cái khu vực kho súng này. Mình không biết được rằng là liệu nó có ra trong chế độ rank hay không. Tuy nhiên thì mình thấy khẩu CG15 đã xuất hiện trong khu vực tiểu liên, thay vì bình thường là xuất hiện trong khu vực khác cơ. Nhưng bây giờ khẩu CG15 lại xuất hiện trong khu vực tiểu liên thì mình thấy rất là lạ. Mình không biết được rằng là liệu khẩu CG15 nó có một cái gì không, hay là khẩu CG15 trước giờ nó ở tiểu liên nhỉ, mình không để ý lắm. Nhưng mà nếu như mà trước giờ nó không ở tiểu liên thì chứng tỏ là khẩu CG15 khả năng là được vào game các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có thêm hai loại súng mới, đó là shotgun điện hồi máu trong đội khi bắn trúng nhá các bạn nhá. Còn nếu như bạn bắn trúng địch thì nó vẫn gây ra đam thôi. Ngoài ra chúng ta có thêm súng ngắm điện nữa, nó chức năng y tương tự thôi các bạn ạ. Bắn trúng đồng đội thì hồi máu, còn bắn trúng địch thì mất máu. Và cái này thì không thể sử dụng khi mà nó đang bị quá nóng, nó cũng giống khẩu plasma thôi các bạn ạ. Đấy, đây là hai khẩu súng mới, chắc lát nữa mình vào mình sẽ test thử thêm. Với là khẩu M1917 nó cho thêm vào trong khu vực kho súng rồi, chắc là sắp tới có skin các bạn ạ. Mình nhìn điệu khẩu này chắc là sắp tới có skin hoặc là được quăng vào trong rank gì gì đấy. Mình nghĩ chắc là có skin thôi, chứ quăng vào trong rank thì mình nghĩ chắc là không đâu. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào test thử xem kỹ năng của nhân vật mới, xem nó hoạt động như nào và liệu tác dụng của nó có cụ thể ở trong thực chiến không các bạn nhá. Tuy nhiên thì đây là server test nên rất có thể là mình sẽ gặp rất là nhiều bot. Trên là nếu như bắn chán thì mong các bạn thông cảm nhá. Cuộc sống mà. Server test lần này thì khá là mượt các bạn ạ. Nó không lag như lần trước, tại vì lần trước mình nhớ server test lúc mình vào lag vãi nổi ra chơi, bắn có test được đâu mà trông nó cứ mờ mờ ấy. Lần này server test trông nó lại mượt cực dễ sợ luôn. Tôi nể mấy anh cả rán làm server test dạo này rồi nhá. Nói chung là cái server test này thì chắc là mình sẽ còn có thể làm thêm được một vài những video nữa để test thử một vài những cái thứ mới hoặc là những cái chế độ mới ở trong cái server test này. Thì nếu như có gì thì mình test thì mình sẽ làm video cho các bạn xem để cho các bạn biết là những cái gì mới sẽ được cập nhật trong OB230 này các bạn nhá. Thì OB230 này nó không chỉ cập nhật mỗi cái này đâu. Tại vì là các bạn đều biết đấy là mỗi một cái bản test thì nó chỉ đưa ra một vài những cái thứ thay đổi mà nó sẽ giới thiệu trước thôi. Còn trong lúc mà cái OB nó còn đang kiểu như là test ra và thì nó sẽ vẫn còn phát triển những cái thứ khác nữa. Và đến lúc ra bản chính thức thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái thứ mới chứ không chỉ là nguyên những cái thứ như thế này. Vì các bạn thấy lần trước, mấy cái OB lần trước rồi, nó đều giới thiệu những cái thứ căn bản trước. Tuy nhiên thì về sau đấy bắt đầu nó càng ngày nó càng giới thiệu những thứ mới hơn khi mà nó ra mắt bản chính thức. Còn cái bản test này nó chỉ là một phần thôi. Cho nên là các bạn có thể thấy đây là nó mới chỉ là một nửa. Nói chung là nó cập nhật những cái nhân vật hoặc là những cái súng thì nó cập nhật nhanh. Còn lại những cái vấn đề về skin hay là các kiểu, hay là một số những cái thay đổi giữa trận thì đến lúc mà ra bản chính thức thì mình mới biết được. Cho nên là các bạn đừng chê là tại sao OB lại cập nhật ít thế các bạn nhá. Với cả chắc là tại cũng bí tưởng. Hình như thằng này không phải bot đấy các bạn ạ.
Thằng này nó chạy nhanh lắm. Với cả là nó bắn rất chuẩn luôn. Ok ok ok. 130 máu không phải, à không chết rồi, tức là bạn này không phải boss rồi. Bạn này là người rồi. Ok, đấy các bạn thì thấy này. Đó là mình vừa bị bắn đấy. Thì ngay lập tức là mình đã được hồi máu này các bạn. Đó, các bạn nhìn này. Như vậy là máu nó không hồi là ngay lập tức đâu nha các bạn nha. Mà máu nó sẽ hồi đó là 5 máu một giây. Dành cho bạn nào chưa biết và đang muốn tò mò cái kỹ năng của nhân vật này, là cái kỹ năng mà hồi máu này này, là Recover After Surviving a Combat này này. Cái Buzzer Beater ấy thì nó sẽ hồi cho bạn 5 máu một giây mỗi khi mà các bạn kết thúc giao tranh nhá. Tức là các bạn bắn nhau xong với một đứa thì các bạn sẽ được hồi 5 máu một giây nhá. Bây giờ lát nữa là mình sẽ để mình mất máu một tí xong mình sẽ test thử xem. Ôi qua từ từ sau mình lại có tận 220 máu nhở. Ui vai ảo ma Canada thế. À nhưng mà à như vậy chúng ta có phụ kiện dành cho giáp này các bạn ơi. Chúng ta có cái phụ kiện dành cho giáp này, nó sẽ tăng cho các bạn thêm 20 máu này. Mình không biết là nó có các cái cấp không đây nhá. Bây giờ mình sẽ để cho đứa này bắn mình mất máu nhá, và sau đấy là mình sẽ bắn chết đứa này thì mình sẽ cho các bạn biết là nó hồi bao nhiêu máu một giây và nó hồi như nào nhá. Ok, như vậy là mình vừa gặp đó là một người chơi các bạn ạ. Mình không biết đây là bạn nào hay là ai, nhưng mà nói chung là mình vừa giết bạn ấy rồi. Ở đấy mình vừa được hồi máu đấy các bạn, mình vừa được hồi thêm máu này. Nói chung là bây giờ mình đang không bị đứa này bắn mất máu nên là mình không test được cho các bạn. Mình nghĩ chắc là đây, đứa này chắc là nó sẽ giết mình. À xấu quá, nó cũng là boss ạ. Ui làm boss thế, trời ơi vãi lều. Mình vừa thấy trên này có địch các bạn ạ. Ok, mà trông thằng này giống người lắm. Trông này biết lúc đồ này. Đây. Bật chrono này. À ui, quả chrono hết nhanh vãi lều. Trời ơi, chrono cấp thấp của khác các bạn thấy không. Ui vãi trưởng luôn, vãi lìn luôn đầu cắt môi. Quả chrono hết nhanh vãi. Nó vừa bật chrono cái mình quay ra quay vào đã thấy bị hết hiên rồi. Chán thật đấy, chrono về mình giảm sức mạnh căng quá các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đã mất máu rồi, mình sẽ không hồi máu nhá. À đấy, ôi nó hồi này các bạn. Ui nó hồi cho mình thêm 30 máu này, cứ 5 máu một giây như này, ngon. Ui tôi vừa phát hiện lôi bắc mấy ông ơi. Ui kỹ năng này ra man quá các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn thanh máu của mình đang là 200-220 đúng không. Các bạn nhìn này, nhìn mình này, mình vừa nhảy xuống mất 60 máu đúng không. Các bạn nhìn nhân vật của mình sẽ hồi được lên 170 máu này. Ui nó tính là nếu như các bạn ngã rơi nó cũng tính đó là một tình huống các bạn bị sát thương từ combat các bạn ạ. À không phải hồi 30 máu, sẽ là hồi 25 máu các bạn ạ. Ui nhân vật của các bạn ngã xuống mất máu thôi, nó cũng tính đấy là các bạn mất máu do combat và nó sẽ hồi cho các bạn. Ui một kỹ năng phải nói là tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời các bạn ạ. Nhưng nó sẽ không hồi nhiều hơn con số mà các bạn mất nha. Tức là ví dụ như các bạn mất 20 máu thì nó sẽ hồi 20 máu. Mất 30 máu, cấp nó hồi được đủ 30 máu, nó sẽ hồi 30 máu. Tuy nhiên nếu các bạn mất 35 máu thì nó vẫn chỉ hồi 30 máu thôi các bạn nhá. Nó không hồi vượt quá con số của kỹ năng cho phép được. Tuy nhiên thì phải nói công nhận một điều là kỹ năng này xịn đấy. À mình cứ tưởng là chỉ có combat mới được thôi. Cứ biết là các bạn bị sát thương thì nó tính là combat rồi, chứ nó không tính là các bạn phải là bắn nhau nha các bạn. Vậy là cái cơ chế tính combat của game này bây giờ chúng ta đã rõ rồi, là chỉ cần các bạn mất máu thôi là tính rồi. Kể cả mất máu do bất kỳ cái gì, kể cả là do tự các bạn quăng quả lựu đạn vào mặt các bạn, hay là các bạn tự nhảy từ trên cây xuống các bạn ngã gây chân, thì nó đều tính là các bạn vừa trải qua pha combat và sẽ hồi máu lại cho các bạn. Tối đa sẽ là 30 máu một lần. Mình sẽ test thử xem là liệu bo đốt thì nó có tính không nha các bạn nhá. Mình không biết là nó có tính không. Vâng, có vẻ như là sẽ không tính trong lúc bo đốt đâu. Tại vì trong lúc các bạn bị bo đốt thì nó vẫn không tính được là combat. Chỉ nếu như mà trong lúc mà bo đốt mà nó tính nó hồi máu cho thì thật sự là bá đạo. À, như vậy chúng ta sẽ có cái gọi là nâng cấp cho mũ này các bạn. Nó sẽ giúp cho mũ của các bạn là bảo vệ đầu tốt hơn. Và nó sẽ chắc là mình nghĩ chắc là nó sẽ tăng cái tỷ lệ giảm sát thương lên cho cái mũ. Và mình nghĩ chắc chắn rồi là nếu như mà chúng ta bây giờ chúng ta đi ra khỏi vòng bo này, tức là chúng ta đi vào bo trong ấy, thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ hồi máu cho mình. Tại vì là kỹ năng của nhân vật này đó là khi các bạn rời combat nó sẽ hồi máu mà. Tuy nhiên nó chỉ hồi cho các bạn 30 máu thôi các bạn ạ. Nhưng mà có con nhân vật này chắc hẳn là các bạn sẽ chơi được rất là nhiều trò mất dạy. Kiểu như các bạn cứ làm cho các bạn mất máu xong rồi lại tự hồi. Các bạn làm cho các bạn mất máu lại tự hồi. Các bạn làm cho mất máu lại tự hồi, rất là vui luôn. Do nhân vật mình chưa mắc cấp nên là mình cứ nói nhầm là 30 máu, thực ra chỉ hồi 25 máu là vì thế các bạn nhá. À đây rồi, chúng ta có súng ngắm điện rồi. Mình sẽ cầm thử súng ngắm điện xem như nào nhá. Như vậy là bắn auto được các bạn ạ. Như vậy là trung bình chúng ta sẽ bắn được 10 viên liên tiếp.
sau đấy là nó sẽ bị sạc, tại vì là cứ một viên thì nó sẽ tăng 10% lên, và nếu như chúng ta không bắn thì nó sẽ giảm tỷ lệ, nhưng giảm phần trăm sạc đi. Tuy nhiên thì có vẻ như nó sẽ sạc không giảm sạc hơi lâu đấy các bạn ạ, nó không giảm như mình tưởng. Các bạn cầm lên tay nó giảm nhanh hơn nhá, nếu như mà các bạn không cầm lên tay nó giảm lâu. Nãy mình thấy nó giảm lâu lắm, nhưng mà tự dưng mình cầm lên tay cái giảm nhanh hẳn. Tôi cầm khẩu này tôi cũng tim đập chim run lắm các bạn ạ. Ôi khẩu này đừng bảo là không có ghim tâm được nha, khẩu này mà không ghim tâm được chắc tôi chết ạ. Ôi giời ơi các bạn ơi, khẩu này éo ghim tâm được. Súng này sinh ra đéo phải để bắn được các bạn ạ, súng này sinh ra là chỉ để giam lin thôi. Ôi giời ơi, làm được ơi, mẹ bố tên xứ nhà đó, nó lừa tôi. Ôi trời ơi, súng này đúng là súng nhắm theo nghĩa đen con mẹ nó luôn các bạn ạ. Một viên có 6-7 máu thôi, đéo chết được, đéo bằng AVKM. Nhưng nó còn có một cái nội dung nó gọi là tuyệt vời, ông mặt dày hơn nhiều các bạn ạ. Mà mình nghĩ chắc là phần lớn khoảng 99% các bạn đây đều không thích. Đó là nó đéo ghim tâm được các bạn ạ. Nếu như mà các bạn có dự định ghim tâm á, từ bỏ đi các bạn ạ. Nó không tự ghim tâm cho các bạn đâu. Tâm nó cũng như khẩu M82B với khẩu AVKM rồi các bạn ạ. Tự chỉnh vào thằng đầu nhá. Ôi hồi ôi, vãi lìn luôn lạ. Này nó thách thức cái trí tuệ của tôi lên một tầm cao mới đấy với ông ơi. Nó thách thức trí tuệ lên một tầm cao mới, nó thách thức cái kỹ năng của tôi lên cũng một tầm cao mới nốt luôn. Vãi lèo ạ, bắn một khẩu súng auto được. Nhưng lại auto nhả từng viên chậm hơn cách cả hack cách tôi đấm nó không trượt phát lào nữa. Sau rồi thứ hai là nó lại còn éo ghim tâm các bạn ạ. Tôi tưởng nó ghim tâm như khẩu Dragunov các kiểu cơ. Nhưng không các bạn ạ. Tôi nghĩ thay vì cầm khẩu này ấy, bạn cầm mẹ khẩu Dragunov đi cho mình nhá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tại vì mình nói thật với các bạn luôn là khẩu Dragunov nó còn gọi khẩu khẩu này nó còn gọi khẩu Dragunov đâu bằng bố luôn các bạn ạ. Ui, nhưng mà cái việc mà có nhân vật kia khá là vui các bạn ạ. Mỗi lần các bạn bị bắn mất máu nó lại hồi đầy cho kìa. Đấy các bạn thấy không? Mình vừa bị đứa nào bắn mất 7 máu cái nó hồi đầy luôn. Cũng đỡ bị mất máu chúng ta lung tung. Nói chung là mấy cái kỹ năng của nhân vật mới này nói chung là xài được. Mình có thể đẳng khẳng định là xài được. Tuy nhiên thì cái kỹ năng mà định vị cho gọi là định vị kẻ địch ấy thì hình như là chỉ dùng trong tử chiến đấy các bạn ạ. Nãy giờ mình để ý mình test thì mình không thấy nó dùng được nữa. Có vẻ như kiểu là nó sẽ không tác dụng ở trong rank rồi. Như vậy là cái trường hợp mà chúng ta dùng không tác dụng rồi. Hoặc là chúng ta phải dùng ở chế độ solo hoặc chế độ duo, chế độ squad này các bạn nhá. Thì chúng ta mới dùng được, tức là bắn chết một đứa thì những đứa còn lại trong team nó sẽ bị lộ. Chứ còn nếu như mà ngoài team ra thì nó sẽ không bị lộ như các bạn nhá. Nó chỉ lộ đồng đội của kẻ địch thằng đấy thôi. Mà trong khi các bạn bắn solo thì làm gì mà thằng địch nó có đồng đội đâu đúng không? Cho nên là thành ra là tất nhiên là chúng ta sẽ không lộ được vị trí đến thằng còn lại rồi. Và nhân tiện là tôi khuyên chân thành luôn là bạn nào có dự định test cái khẩu súng ngắm điện này thì từ bỏ luôn nhá các bạn nhá. Các bạn từ bỏ nhanh thì còn được tận hưởng hạnh phúc. Chứ các bạn từ bỏ chậm là các bạn sẽ như mình đấy các bạn ạ. Mình thật sự nói thật với các bạn luôn. Mình không nghĩ là anh gà đá lại có thể ra được một khẩu súng. Nó phê đến cái mức thế luôn. Ôi dồi ôi, đeo hiểu thằng nào. À lộ nhầm, em xin lỗi nhầm. Chắc em tuổi bé hơn. Em đeo hiểu anh nào ở bên gọi là thiết kế kỹ thuật bên Garena. Thiết kế súng giết các kiểu bên Garena. Anh rảnh chó hay là hôm đấy anh chơi cần chơi đồ như nào? Anh cắn kẹo hút ke kiểu gì mà anh chơi anh làm ra quả súng? Nó ba cháy bù chết vai lìn luôn. AVKM có phải gọi bóng ông cố đội luôn ạ. À. Sợ thật đấy. Ok. Ôi, tôi tay sót mày. Ảo ma Canada mày. Nhưng mà nói chung là tôi hơi tiếc là tôi chưa được test cái đồng bàn gì thế. Trời ơi, sao tôi bắn cái viên nào vô đầu vậy? Trời ơi, cầm hai khẩu súng ngắm điện cho nó cháy nào các bạn. Ô, súng ngắm điện lắp được băng đạn à, vãi cả lìn ạ. Vâng. Có vẻ chắc là khẩu đấy là băng đạn thì nó sẽ nạp đạn nhanh hơn các bạn ạ. Mình nghĩ chắc là nó sẽ sạc đạn nhanh hơn thôi. Tất cả là nó cũng lâu vì hết cái băng đạn hơn đấy mà. Tức là nó lâu tăng cái nhiệt độ lên mức tối đa hơn. Mình không biết nữa. Cũng có thể là đơn giản là nó lắp vào để làm phông bạt đấy các bạn ạ. Vâng, và có vẻ như trong trận đấu này chỉ có một thằng người thôi. Còn lại là 79 thằng boss rồi. Và như vậy là tôi đã giết được hết. Ui, bây giờ giết được thắng xong rồi nó còn có cả cảnh slow motion các bạn ạ. Nó làm chậm để cho ra kiểu thấy ngầu lòi ấy, được cả top 1 trong cho nó chiến ấy, vãi cả trường ạ. Nhưng em công nhận một điều luôn là cái khẩu súng kia chỉ có cho chó chơi thôi. What? Em chơi đấy là em phúc bạc thôi, em làm review cho mọi người. Thực ra em không phải chó đâu, nhanh đừng bảo là chó, em xúc phạm em này, em đấm trong trường nào ấy. Ok các bạn nha, thì mình chỉ bấm vào thử từ chiến một trận để xem như nào thôi. Thì có vẻ như từ chiến nó sẽ không thay đổi gì các bạn ạ. Ngoài một thứ thay đổi duy nhất thôi, đó là chúng ta sẽ được thả vào đây các bạn ạ. Chứ không phải là thả vào cái chỗ đằng kia nữa. Như vậy là có vẻ nó thay địa điểm hồi sinh một chút thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào mình bắn chết một đứa thử. Để mình xem là bắn nốc thì cái kỹ năng kia sẽ kích hoạt, hay là bắn phải gạt giò hẳn thì cái kỹ năng kia nó mới kích hoạt để phát hiện kẻ địch các bạn nhá.
đơn giản là mình test cho các bạn biết cái kỹ năng phát hiện kẻ địch xem nó hoạt động như nào, để chúng ta có được một cái nhìn tổng quan và chúng ta có thể gọi là biết được rằng là cái kỹ năng này là dùng như thế nào thì nó hợp lý, hoặc là lúc nào thì nó mới toàn. Thì đừng bệnh cái đó nữa, tôi bị tụi nó bắn chết rồi. Ôi, có vẻ bọn này là người hết các bạn ạ. Hình như ở trong thử chiến rank ngày thằng nào cũng là người hay sao ấy. Nó để tôi nóng rồi các bạn ạ, nó để tôi nóng rồi. Bọn này để tôi nóng rồi, đúng là bọn này nó là người thật các bạn ạ. Chả có đứa nào là bot cả. Có vẻ như là anh thường thì toàn bot thôi, trong kia anh thử chiến chúng lại toàn người thôi. Mình kiểu mình chủ quan ấy, mình cứ nghĩ đây là bot ấy. Và như vậy là chúng ta nếu ăn được mạng này để chúng ta biết được rằng kỹ năng này nó hoạt động như nào. Còn mỏe lắm ấy, anh đồng đội ý thức kém thế. Cho em giết một thằng để em gọi là kỹ quan làm kỹ năng coi ok. Như vậy là bắn đốc không được các bạn ạ. Ok, như vậy là gà giò thì được. Gà giò cái nó sẽ tỏa ra một cái vòng ngay lập tức thôi. Nhưng nó không tỏa nhiều lần mà thì tỏa các bạn đúng một lần thôi. Để cho các bạn biết được rằng là kẻ địch ở đâu thôi các bạn ạ. Thì nó sẽ tỏa ra một cái vòng vào một cái thì các bạn sẽ nhìn được kẻ địch xung quanh. Các bạn phải nhìn rất là nhanh nha. Các bạn lưu ý là dùng kỹ năng này phải nhìn rất là nhanh. Tại vì nó chỉ hiện ra trong đúng một khoảnh khắc thôi. Mình vừa thấy nó hiện ra đúng một nhịp xong rồi nó tắt luôn. Đây rồi. Lần này không chủ quan nữa tại vì lần này mình biết là người rồi. Đó. Như vậy bắn đốc là không biết đâu các bạn ạ. Rồi. Như vậy ta có thể nhìn được đó là ngay trước mặt này là có một thằng này. Các bạn nhìn thấy được ngay khu vực trước mặt này là mình vừa nhìn thấy có một thằng mà hình như nó nốc rồi sao ấy. Đây có vẻ là quanh khu vực này. À đây nó nốc rồi này đó. Thì chúng ta bắn chết được một thằng thôi thì nó sẽ nhìn thấy thằng còn lại. Nói chung là nhưng mà lại khổ một cái ta phải gạt giò. Đó. Mình gạt giò xong cái là ngay lập tức ở tại khu vực thằng đấy là mình sẽ nhìn được luôn. Nhưng cái này là có một cái hay nha các bạn nha. Nó không định vị kẻ địch ở gần các bạn mà nó định vị kẻ địch ở gần thằng địch bị chết cơ các bạn. Nó lại có cái hay là như vậy. Ví dụ như kiểu các bạn bắn chết một thằng địch ở tít nhà của nó thì tất cả những thằng địch ở khu vực nhà của nó sẽ bị lộ diện một nhát luôn. Còn nếu như các bạn bắn chết một thằng địch ở nhà của mình ấy thì nó mới định vị ở nhà của mình và sẽ trả lộ diện một thằng nào đang chức giặt trước mặt cả. Nói nôm na ấy là nó sẽ hơi khác một tí. Ví dụ thằng địch các bạn ở tít góc kia, các bạn bắn chết nó thì nó không định vị được cho bạn thằng nào cả tại vì một mình thôi đấy. Nhưng nếu như nó đang ở nhà, nó đang ở đầu đường này này, xong bắn chết một thằng, nó định vị tất cả những thằng xung quanh khu vực này trong bán kính khoảng 45-50m, trong cấp cuối là 50m. Thì thật sự là rất là ngon các bạn, nó không khác gì môn clue. Nhưng mà là thằng địch cầm clue, mình chỉ cần bắn chết thằng địch cầm clue là nó kích hoạt. Đấy các bạn hiểu nôm na là vậy. Nôm na nhá, thằng địch cầm clue chứ không phải tự nó kích hoạt nữa, mà mình sẽ là người kích hoạt thông qua việc mình bắn chết nó. Đó, cái kỹ năng này nó cũng khá là thú vị đấy. Nó sẽ làm cho các bạn đỡ phải tốn một cái ô kỹ năng chủ động để tìm vị trí của kẻ địch. Mà đối với bạn nào chơi chiến thì nó lại rất là tác dụng với các bạn. Mà lại cũng vừa có giá trị sử dụng cho các bạn. Tại vì là các bạn không cần phải tốn một ô kỹ năng chủ động. Tại vì nếu như các bạn cầm clue, các bạn sẽ không cầm được Chrono. Nhưng nếu như bây giờ các bạn cầm cái kỹ năng này, các bạn có thể vẫn có cầm Chrono, cầm Alok. Và các bạn vẫn cầm được thêm một kỹ năng để tìm vị trí cho kẻ địch, à cho đồng đội mình. Và cộng thêm với cả Mogo thức tỉnh nữa thì các bạn sẽ định vị kẻ địch rất là kinh luôn các bạn. Tức là các bạn bắn kẻ địch, các bạn định vị cho kẻ địch thì, định vị kẻ địch cho đồng đội ấy là đồng đội nhìn được hết luôn. Nói chung là vai trò của các bạn sẽ là support nếu như bạn nào cầm bộ combo kỹ năng này. Và cái kỹ năng của nhân vật hồi máu thì rất là bá rồi. Trong thử chiến thì nó không tác dụng đâu. Mình khuyên các bạn là nếu như bạn nào đang có dự định dùng kỹ năng này cho thử chiến thì nên bỏ đi. Tại vì là cái kỹ năng này thì trong combat thì nó mới hồi, mà tanh thường thì ok thôi các bạn. Chứ tanh thử chiến này mình nói thật với các bạn luôn là phần lớn này các bạn bắn nhau một nhát là chết luôn. Bây giờ là các bạn kéo tâm nhau xong một nhát vỡ đầu chết luôn thì cứ không có ai bắn, không có ai bắn thử chiến mà dây dưa dây dưa để như kiểu là combat đến tận lâu hồi máu đâu. Chính như thế cho nên là mình khuyên là không nên cầm kỹ năng này cho tử chiến các bạn nhá. Với cả nhân tiện thằng này sắp chết rồi. Đúng rồi anh ơi, đúng chính xác là như vậy. Địch mạnh đó, em nhớ sắp tiêu nhắc của em đã được riêng MVP kìa. Mà nó canh cú thực sự. Ok được rồi, chắc có lẽ video của mình cũng sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin like, đăng ký và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Có vậy thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.